Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ Dương Thanh Thần Thanh Tâm, chương 6378 đến chương 6387. Dương Thanh nhìn thoáng qua Lưu Ngự Yên, không đợi Lưu Ngự Yên kịp nói xong, anh liền mỉm cười nói với Lưu Vũ Hàn: "Có bao lời chuyện này nữa sao? Huân nhất định sẽ cẩn thận nhiều hơn." Lưu Ngự Yên thấy Dương Thanh nói như vậy, nàng đương nhiên hiểu được Dương Thanh không muốn thừa nhận. Đồng thời nàng cũng ý thức được, nếu như Lưu Vũ Hàn biết được chuyện này, về sau cậu nhất định sẽ sợ hãi Dương Thanh, bởi vì hiện tại trong lòng nàng cũng bắt đầu sợ Dương Thanh. Bởi vì kiểu chết của con mãng xà cực lớn kia thật sự là quá thảm, mà Lưu Ngữ Yên lại rõ ràng hơn con mãng xà cực lớn kia khủng bố đến cỡ nào. Khi Lưu Ngữ Yên còn bé, nàng liền đã nghe được phụ mẫu cùng đám người bên trong Thành Dược Cốc nói về đầu mãng xà cực lớn kia, cho nên người của Thành Dược Cốc vẫn luôn không dám đi sâu vào bên trong sơn lâm vì sợ đầu mãng xà cực lớn. Bởi vì đầu mãng xà cực lớn kia năm đó đã làm mưa làm gió, giết chết không ít người của Thành Dược Cốc. Đồng thời bên trong Thành Dược Cốc còn có tin đồn con mãng xà cực lớn này sống hơn mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, giết chết không ít nhân loại. Về sau có một vị tiên nhân hạ phàm trấn áp đầu mãng xà cực lớn kia. Từ đó về sau, đi đến người của Thành Dược Cốc đi hái thuốc mới dám tiếp tục hướng vào bên trong núi rừng đi vào thêm một chút. Thật sự không nghĩ đến mãng xà cực lớn mà ngay cả phù mẫu Lưu Ngự Yên đều không hề nhìn thấy tận mắt, chỉ mới từng nghe nói, bây giờ vậy mà chết thảm tại trong núi rừng. Đám người Thành Dược Cốc hôm nay lên núi hái thuốc, nhìn thấy một màn đẫm máu kia đã trực tiếp lưu lại bóng tối thật sâu trong lòng bọn họ. Có người suy đoán nó là vị thần tiên năm đó tại bên trong Thành Dược Cốc là lần nữa hạ phàm. Đồng thời còn có người đưa ra lời chất vấn, nói nếu như là vị thần tiên trong truyền thuyết năm đó, nhất định sẽ trực tiếp khiến cho đầu mãng xà cực lớn kia hoàn toàn biến mất. Giữa ta thì dấu vết của mãng xà cực lớn lưu lại trên mặt đất, xem ra chính là đã cùng người đánh nhau. Cấp bậc tồn tại có vị thần tiên kia là cường thế tới cỡ nào, chỉ cần tùy tiện vung tay một cái để có thể đem mãng xà cực lớn diệt sát. Mà lại những gì liên quan tới vị thần tiên kia cũng là truyền thuyết đã có từ hàng trăm năm trước. Có một số người còn nói vị thần tiên đã sớm tọa hóa. Cũng có người nói vị thần tiên kia vẫn còn tại nơi sâu nhất bên trong núi rừng Thành Dược Cốc. Đồng thời có người suy đoán nguyên nhân mọi người không thể ra khỏi Thành Dược Cốc còn có liên quan cùng vị thần tiên kia. Hoặc là mỗi khi có người ly kỳ chết đi, liền sẽ có lời đồn nói là những người kia đã chọc giận vị thần tiên đó. Có rất nhiều lời đồn đại về vị thần tiên trong truyền thuyết kia, nhưng không một ai nhìn thấy. Dù ta thì đây cũng chỉ là truyền thuyết. Mà lại tại nơi núi rừng sâu thẳm, giao theo đường đi cũng có quá nhiều giả thú, nên căn bản không một ai dám đi vào. Từ rất nhiều năm trước còn có người thử đi vào, nhưng tất cả đều là có đi mà không có về. Mọi người liền đã nói là những tên kia đã chọc giận tới thần tiên, về sau rốt cục không một ai dám đi vào nữa. Cho nên bây giờ nhìn thấy mãng xà cực lớn chết thảm, đã có một số người đoán rằng đã có một tôn ác ma đi vào Thành Dược Cốc. Tự nhiên trong lòng Lưu Ngự Yên lại có một nghi vấn mãnh liệt, nàng cho rằng chuyện này tuyệt đối có liên quan tới Dương Thanh. Dù ta thì những người trong Thành Dược Cốc đều không dám ra ngoài vào ban đêm, mà Dương Thanh tối hôm qua vừa vặn rời khỏi nhà nàng, lúc trở về còn một thân dính đầy máu. Lúc đó Dương Thanh đã nói với nàng mình chỉ là ra ngoài đi dạo một chút, gặp phải chó hoang mà thôi. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt Lưu Ngự Yên nhìn về phía Dương Thanh mơ hồ hiện lên một tia sợ hãi. Lưu Vũ Hàn nhìn xem một màn này lập tức nghi hoặc không thôi. Tỷ làm sao vậy chứ? Tại sao tỷ lại dùng loại ánh mắt này nhìn thăng ca như vậy? Còn có, tỷ vừa rồi chuẩn bị nói tới cái gì thế? Lưu Ngự Yên lập tức tỉnh thanh nói lại: Tỷ không sao, tỷ. Lưu Vũ Hàn lập tức cười nói: Tỷ không phải sẽ hoài nghi đầu mãng xà cực lớn kia là thăng ca giết chết đó chứ? Thăng ca mặc dù lợi hại, nhưng đầu mãng xà cực lớn kia là mãng xà đã thành tinh trong truyền thuyết. Thăng ca đoán chừng cũng đánh không lại nó. Mà đại thăng ca một mực đều ở nhà, mãng xà cực lớn kia ở tại bên trong núi rừng, ban đêm không ai dám đi vào. Ngay vậy Lưu Ngự Yên
không muốn nói thêm gì nữa. Nàng chỉ giải thích, nói mình chợt nhớ tới vị thần tiên trong truyền thuyết mới cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng trong nội tâm, Lưu Ngụy Yên vẫn kiên định cho rằng đầu máng xà cực lớn kia nhất định là do Dương Thanh giết chết. Dù sao thì bây giờ tại bên trong thành dược cốc này, thực lực mạnh nhất và kinh khủng nhất cũng chỉ có Dương Thanh. Từ lần trước đó Dương Thanh kém chút đã giết chết Nhĩ Chu, Lưu Ngụy Yên đều có thể nhìn ra được. Lưu Quốc Hàng nghe được lời giải thích của Lưu Ngụy Yên nên cũng không hỏi nhiều nữa. Ngược lại là Dương Thanh nghe được Lưu Ngụy Yên nói tới vị thần tiên kia, lập tức liền cảm thấy hứng thú, mở miệng hỏi tin tức về vị thần tiên kia. Ngay lập tức Lưu Ngụy Yên liền kể lại với Dương Thanh những chuyện mà mình đã nghe được. Vốn dĩ tại trong mắt Lưu Ngụy Yên xem ra đây có thể chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Thế nhưng là Dương Thanh sau khi nghe được lời kể của nàng lại cảm thấy hứng thú nồng đậm, trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ. Dương Thanh vô thức liền nhớ lại sơn miếu mà anh đã đến tối hôm qua. Vốn dĩ Dương Thanh vẫn không thể đoán ra được đến tận cùng là người phương nào đã xây dựng sơn miếu ở nơi đó. Bây giờ xem ra đoán chừng cùng người gọi là thần tiên trong miệng Lưu Ngụy Yên nhất định có liên quan không thể tách rời. Dương Thanh suy đoán người được gọi là thần tiên kia có khả năng chính là một võ giả có tu vi khá mạnh. Dù thế thì đối lại là một số kẻ cường hãn giống như anh tại trạng thái đỉnh phong, hoặc là ngôn hùng bá những cường giả kia, thì chính là có thể dễ dàng tạo ra sơn miếu đó. Về phần sơn miếu đó đến cuối cùng là người phương nào tạo ra, hoặc là có thể là những gia hỏa thu mua dược liệu âm thầm trưởng khống người của thần dược cốc kia tạo ra hay không, thì Dương Thanh cũng không rõ ràng. Dương Thanh vẫn muốn hiểu rõ hơn một chút, nhưng những gì Lưu Ngụy Yên biết được chỉ có bấy nhiêu đó, nên anh cũng đành thôi không hỏi tới nữa. Nhưng thật thì Dương Thanh cũng đã đưa ra quyết định sẽ ở tại sơn miếu đó. Tuy nói thà ngủ tại mộ phần cũng không ngủ ở miếu hoang, nhưng Dương Thanh không để ý tới những chuyện này. Anh đã được chứng kiến quá nhiều chuyện quỷ dị, như thế nào lại sợ những chuyện này được chứ? Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Dương Thanh vẫn như cũ. Ban ngày cố gắng thử tu luyện, Nhĩ Chu cũng kiên trì mỗi ngày để đến giám sát như cũ. Mà tới buổi chiều, Dương Thanh cũng bắt đầu chỉ điểm Lưu Vũ Hàng. Mỗi khi đến ban đêm, Dương Thanh đều sẽ đi sơn miếu trên ngọn núi kia. Đồng thời, thời điểm mỗi một lần Dương Thanh trở về nhà Lưu Ngụy Yên để sẽ thuận tay hái rất nhiều thảo dược mang về. Những thứ này sẽ khiến Lưu Ngụy Yên tỷ lệ hai người có thể đổi lấy rất nhiều đinh thạch. Ngay cả người của thần dược cốc nhìn thấy Lưu Ngụy Yên tỷ lệ hai người mỗi ngày cầm thảo dược đi đổi lấy đinh thạch, so với nam tử trưởng thành như bọn hắn hái được còn nhiều hơn. Điều này đã khiến đám người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thậm chí dần dần có rất nhiều người bắt đầu đi theo Lưu Ngụy Yên còn một chỗ hái thuốc, nhưng trong liên tiếp vài ngày bọn hắn không hề phát hiện ra dược thảo mà Lưu Ngụy Yên tỷ lệ hai người hái được có gì khác thảo dược mà bọn hắn hái được. Dương Thanh bên này ngược lại là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, mà vẫn hoàn toàn như trước đây mang thảo dược trở về. Mà thời điểm mỗi một ngày Dương Thanh đi tới sơn miếu, đặc biệt cũng ngạc nhiên phát hiện ra mỗi một lần tới sơn miếu, nhang và nến tài trên bàn bên trong miếu đều ở trạng thái đang cháy, mà lại mỗi một lần cháy mức độ dày ngắn của nhang và nến cũng khác nhau. Trên mặt đất cùng trên bàn cũng chỉ có vết tích một mình Dương Thanh lưu lại. Chẳng lẽ là nơi này có tàn hồn của những cường giả khác tồn tại hay sao? Chuyện này thật sự quá mức quỷ dị để Dương Thanh không thể không hoài nghi nơi này. Nếu thật thì anh bây giờ không cách nào điều động linh khí, nên căn bản cũng không cách nào phát hiện được những thứ như tàn hồn. Mà thời điểm mỗi một lần anh đi vào sơn miếu lại luôn luôn có thể cảm nhận được cổ hàn ý phía sau lưng kia. Chỉ có điều vô luận là Dương Thanh sử dụng thủ đoạn gì cũng vẫn không cách nào nhìn ra được đó là cái gì. Về sau, theo thời gian trôi qua, Dương Thanh cũng dần quen với chuyện kỳ quái này.